Ok. À, không. Bạn không, ông bạn cầm hoa này đúng không? Như vậy đúng không? Đúng không? Đúng không? Cầm đi. Đúng không? Đứng cầm đi cho mình. Bông bông này. Ok, cho mình một cái nhá. Nhìn mình này. Cái tươi nhá. Này. Rồi, 1 2 3 ok cho mình cái nữa. 1 2 3. Ok, bạn di chuyển ra đi. Bạn đứng ở ngay đây cho mình này. Cho mình mượn cái cây. Đây bạn. Bạn đứng thế này cho mình nhé. Cái này nó dài lắm. Thôi mình cầm đấy. Mình cầm đây cho các bạn nhìn như thế. Hơi nhắm mắt lại một chút. Đấy bạn cầm đứng đó cho mình. Không, đứng ngay chỗ đó cho mình. Sao bạn đến đây nhìn cho anh. Không, bạn đứng đúng góc như này của mình. Đúng rồi, đứng sát vào cây cho mình. Thấp thôi, đừng che mặt mặt rồi. Cầm cao lên cho mình nữa, cầm cao lên cho mình tí nữa. Không, cầm cao tay. Không, đây bạn cầm ở đây, bạn cầm ngay đây. Hai tay cầm đúng rồi. Đúng rồi, bạn đứng xéo cái góc đây 45 độ cho mình cả. Đây bạn nhìn ra nữa này. Đúng rồi, thấp xuống một chút nhé, thấp cái cây xuống một chút, đừng chỉ che mặt. Đúng rồi. Nhìn cao lên cho mình cái nữa này. Cao mặt đấy. Ok. Vừa thôi. Ok. Rồi, ok cái tươi này cho mình cái nhá. Ok, 1 2 3 thẳng người cho mình cái hóp bụng lại này. Cho mình cái tươi này. Rồi. 1 2 3 nhìn mình một cái này Linh ơi. Ok cho mình nhìn xoay hẳn hôm qua bạn đây nhìn mình cái. Ok cái tươi nhá này. Ok cho mình cái này. Rồi, 1 2 3 cho mình tầm nữa này. Rồi, 1 2 3 ok. Rồi. Đây, bạn đứng lên đây. Không bạn nghịch bỏ này. Bạn giống mình đang nghịch khoa cho mình cái. Cái ghế ở đây thôi. Đây, bạn chuyển sang bạn quay cho bạn đang nghịch hoa cho mình cái nghịch hoa. Gần người vào một chút. Ồ, tay kia vẫn cong nhá, tay kia vẫn mềm mại thôi. Mình cứ để tự nhiên cho mình. Nhưng mà đừng có để đuôi. Thẳng đũa này như ấy, bạn cứ để mềm mại cái cong cong cái tay một chút, hơi cong cong cái tay một chút. Đúng rồi, ok xin rồi cho mình cái. Ok, bạn đang nhìn hoa. Ok cho mình cái này. Rồi, 1 2 3 đang nghịch hóa này cho mình cái này. Ok đúng rồi, nâng niu nó. Ok cho mình cái 1 2 3. Giữ nguyên này. Rồi. Cho mình góc khác nhé. Ok. Hoa nó hơi che mặt rồi bạn. Đúng rồi. Ok. Rồi cho mình cái 1 2 3 1. Nhìn mình cái này. Rồi 1 2 3 ok cho mình tấm nữa nhé. Nhắm mắt rồi, cho mình tại tấm khác. Ok, nhìn mình cái này. Ok, cho mình cái này. Rồi, 1, à, nhìn mình nhá, cái tươi này. 1, 2, bạn liếc à, giờ cứ liếc tươi. Ok, cho mình cái này. 1, 2, bạn. Rồi, ok. Rồi, bây giờ bạn đứng dựa phản vào cái cây. Dựa vào cái cây cho mình cái. Rồi, dựa lưng vào cái cây. Đúng rồi. Ấy thôi, đừng có để bị cúi đầu. Không, bạn dựa hướng mặt nhìn ra bên này. Đúng rồi. Gọi là đứng sát thôi, đúng rồi, nó đó. Gọi là mình đang dựa đầu vào đó và mình nhắm mắt thì giả bộ mình ngủ một cái này. Đừng quay mặt đi. Ok, đúng rồi, đúng rồi. Cho mình tắm nữa nhá. Giờ, ok, bạn ngồi đó đi. Cái ghế kìa. Bạn nhìn nó siêu siêu vậy, bạn đứng chỉnh mình cái bàn cho ngay lại, cái ghế nó đang bị kênh như vậy. Có cái gì kê nó. Cho mình cái này, cầm mềm mại thôi nhé. Không, bạn cầm kiểu này này. Cầm một tay thôi. Đúng rồi, cầm hơi nghiêng để ở vai này. Vai bên tay đó. Cầm cho tự nhiên lên bạn. Tay kia. À, bạn cầm này. Cầm bình thường nó cầm bình thường thôi, cầm tự nhiên thôi. Ok. Thấp xuống một chút cho mình cái. Ok, thẳng người lên nhá. Cái tươi này. Rồi, 1 2 3 sớm nữa nhá. Rồi. 1 2 3. Rồi, ok. Bạn ngồi sát vào xuống cho mình một chút nữa. Bạn xoay cái bàn cho cái thân, cho cái chân nó ra để mà bạn đưa cái chân thụt vào bên trong một chút đấy. Đúng rồi, xong rồi bạn ngồi gần vào xuống rồi bạn chống tay lên cái bàn xong mình, chống tay lên cái bàn xong mình đặt, bạn để là bạn làm này. Hai tay luôn nhé, nở hoa này nít gì đấy.
đúng rồi gọi là mình để thôi, nhưng mình để thôi chứ mình có đừng có ấn ấn nó sẽ bị móp mặt, gọi là mình để tì thì gọi cái thế thôi. Đúng rồi, nhìn tường luôn cũng được. Ok, nhìn mình cái này. Ok, 1 2 3 rồi, nhắm mắt rồi, cho mình tấm nữa này. Ây, 1 2 3 cho mình này, 1 2 3. Ok, bạn nhìn vào tường dùng mình khác, bạn nhìn vào tường giống kiểu mình đang suy tư một cái gì đấy ha. Ok, mặc dù là tường không có ghi cái gì hết. Cho mình tấm nữa này. 1 2 3. Ok, bạn lấy bạn này, che miệng cho mình, nhìn mình cứ kiểu e thẹn lên, quậy xoay không xoay xoay hẳn không mặt về với mình. Ok, đúng rồi cho mình cái này. Ok này, cười bạn ơi, cười che miệng là đúng rồi. Cho mình cái này, 1 2 3, thì tấm nữa nhé. Rồi, cứ tươi này. Rồi, 1 2 3. Ok rồi, đây bạn đứng ở trên chiếc xe, đến chiếc xe thì giống kiểu mình đang dắt xe đi phố cổ. Đây là phố cổ này. Đây này, bạn lôi xe lại về đây một chút cho mình này. Mình lấy xe đây lại. Sắp phải nhấc á. Một bánh sau bên trước nó vẫn chạy được mà. Không, bạn phải đứng ra hẳn đây lại ra chỗ này này. Đúng rồi. Ừ, để đó xong rồi mình cầm tay lái giống kiểu mình đang dắt đi, nhìn đi mình nhìn vu vơ rồi mình cánh. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi, cho mình cái này. Đúng rồi. 1 2 3. Ok, cho mình tấm nữa nha này. Ấy, 1 1 2 3. Ở mình chụp hình cái. Ừ, đúng rồi, ok, đẹp rồi, cho mình tấm nữa này. Ok, xinh rồi. Ok, 1 2 3. Vuốt tóc nhìn xuống cho mình cái này. Không, giữ cái thế vuốt tóc ấy. Vuốt ở ngay cái tóc tai này bạn ơi. Không, vuốt ở ngay cái tóc tai này. Em thẹn nhìn xuống này, em thẹn nhìn xuống này. Vừa thôi, nhìn xuống mà đâu có chút đâu. Ờ đúng rồi, không, cao hơn mặt lên một chút. Ok, đúng rồi. Đúng rồi, giữ cái khúc ánh mắt nhìn xuống đường nhìn mình. Ok, đúng rồi. Ok, cho mình tấm nữa này. Ok, 1 2 3. Ok. Ok, bạn đứng ngay đó rồi mình cả. Đúng rồi. Đứng ở ngay cái chỗ cái thành cửa cái. Đúng rồi, bạn để cái bạn để thay một cái. Không, bạn đâu có mở cửa đâu. Mình đứng ở đây, bây giờ mình đứng này, mình để xéo một cái tay để đây, còn tay còn lại vẫn để cong vậy. Mình đứng, mình đang nhìn lên trên. Mềm mại thôi nhá. Đừng có đưa hẳn vào trong để thụt bớt cái tay đang cầm cái thành phải thụt bớt vậy. Đúng rồi. Nắng đúng không? Từ từ anh nhìn lên đã, mình can nó rồi bạn nhìn lên cho đỡ nào. Ok, đẩy cái cằm lên cho mình cái này. Ok, đúng rồi, cho mình cái này. 1 2 3, tấm nữa nhá này. Ok, 1 2 3. Ok, từ cho mình đổi cằm. Cho mình cái nhá. Thẳng người lên bạn ơi. Ok, đúng rồi. Ok, cho mình cái này. Ok, 1 2 3. Ok, lấy tay giống kiểu đang che nắng ấy. Ừ, không che nắng chứ phải chào cờ. Không, che lên cho mình, che lên cho mình. Đúng rồi. Ừ, đưa về đằng trước một chút. Đúng rồi, cao lên. Đúng rồi, tay kia vẫn cong cho mình cái. Ờ đúng rồi, cho mình cái này. Nó hơi kỳ ấy, bạn đổi tay cho mình. Đúng rồi. Ừ, cho mình tấm nữa nhá này. Ok, cho mình cái này. 1 2 3. Ok, bạn đây, bạn đứng ở đây cho mình, đứng ở đây, dựa lưng vào cho mình. Ồ, đây còn góc nữa, mình quên này. Ồ, đứng dưới cái đây một chút nữa đi. Nhờ, bạn dựa lưng vào cho mình nhé. Này, tay để như là nướng lúc nãy, tay để thế này. Đúng rồi, ừ, đừng có ngả quá đấy, gọi mình để nó cho mình, đừng có ngả quá. Ok, nhắm mắt lại nha, cho mình tấm nữa này. Rồi, 1 2 3. Rồi, ok bạn. Đây, bạn đứng đây cho mình lấy cái tiền nắng ở đây coi. Lùi xuống một chút. À, bớt cái ghê ở đằng đó ơi. Ok, bây giờ bạn đứng với tạo dáng áo dài mình, hai tay để như này cho mình cả hai tay. Đúng rồi, ừ, nó đó. Ok, cho mình, đúng rồi, cho mình cái này. 1 2 3, mình xem hình kìa. Mình tấm nữa nhé.
Này, đúng rồi, cứ tươi cho mình cái này. Ờ, một, hai, ba, tấm nữa này. Rồi, một, hai, ba. Ờ, ok bạn. Rồi, mình vào đây chụp mình cái. Nắng nhẹ. Đúng rồi, mình ngồi ghế. Mình ngồi ghế, có cái viết. Đây này. Thôi không, cái đó mình để dưới nhưng nó rách kìa. Có cái viết này. Mình giả bộ mình đang viết, mình tô ở ngay cái đoạn nét cuối. Đúng rồi. Không, mình cầm thư pháp mà, có phải cầm viết đâu. Cầm mềm mại thôi, đúng rồi, mình cầm rất, không. Mình cầm rất là mềm mại thế này thôi. Tại mình giả, tạo kiểu mà, chứ mình có viết đâu. Đúng rồi, tay kia mình để bàn. Tay kia mình để ngang bàn, đúng rồi. Cầm mềm mại thôi. Cầm giống mình vẽ. Không, cầm ngay đây. Mình cầm mềm mại rồi nè, mình cầm tay mềm mại chứ mình đâu cầm mình tô mình vẽ đâu. Cầm mềm mại cho mình thôi. Tay đúng rồi, thẳng người nhá. Ừ, cho mình một tấm này. Ồ đúng rồi, xinh rồi đấy. Không, mình nhìn vào chữ mình đang viết đấy. Ừ. Rồi cho mình một tấm nữa này. Này, một ok, nhìn mình một cái này. Thẳng người lên cho mình một cái này. Ok, tay nó vẫn đơ lắm bạn. Đúng rồi, bạn để thấp xuống, bạn để cái viết ngang ra một chút, ok cho mình cái. Ok, nhìn mình cái này, cái tươi này. Ồ, 1, 2, 3, tấm nữa nhá. Này, 1, 1, 2, 3, ok. Có cái chữ nào đẹp đẹp không? Ồ, được rồi, bạn đứng đây cho mình đi. Đúng rồi, bạn đứng... Để mình xem nào, từ từ. Đây là gì, tôi đổ góc này. Không, đừng có giấu vào đó. Đây, đứng đây này. Đúng rồi, mình cầm ba lì xì. Cặp vào luôn, đừng có xẻ ra. Ok, cho mình một cái nhé. Ok. Mình làm mấy cái dễ thương chứ, mình để ở tấm má này. Để tấm má. Ừ đúng rồi. Ừ. Đừng có bóp vào, mình để thôi chứ mình bóp vào thì mình méo các bạn mình. Mình để ở đằng trước một chút, mình để nó trước một chút. Từ cho mình căn cái máy cái đã. Ok. Ok, đúng rồi, cái tươi nha này. Thấp xuống một chút thôi, đừng cao quá. Ừ, đúng rồi. Ok, cái tươi này. Rồi, 1 2 3 cho mình tấm nữa này. Rồi. Ngay người về đây cho mình cái này. Ok cho mình cái này. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, cho mình góc nữa này. Ok, cứ tươi nhá. Này, 1, 1, 2, 3. Ok. Bây giờ này, bạn đưa ra, đúng rồi, bạn cầm như vậy ấy. Bạn hơi nghiêng, cầm xéo 45 độ cho mình, xéo 45 so với người. Đúng rồi. Cầm một cái thôi. Thả cái xuống đất, đúng rồi. Ừ, rồi ok. Cho mình cái nhé, cái tươi này, ok này. 1, 2, 3, cho mình cái này. 1, 2, 3, ok, bạn thỏa ra luôn. Thả ra luôn. Rồi, bạn chuyển sang bạn đứng ở đây này. Đứng ở ngay cái đèn lồng này cho mình cái này. Rồi, đứng xoay xéo người một xoay. Mình tạo dáng một chút, sát vào, ok. Y chang vậy, tay kia cũng cong. Đúng rồi, tay kia cong nhé, tay còn lại cong. Ừ. Đúng rồi, đừng chống lạnh. Qua chống lạnh. Ờ, gần vào bạn ơi, gần vào một chút. Gần nữa bạn, gần cái thân ấy, gần thân người ấy. Đúng rồi. Ừ, tay kìa đó. Thả lỏng xuống, thả lỏng thôi, mềm mại thôi, mình đâu có gỗ ở đây đâu. Tại vì nó đơ. Không biết bỏ cái tay ở chỗ nào thì. Ờ ok. Rồi. Không, cái kia là mình không ôm. Mình chỉ để mềm mại ở ngay ngoài thôi, mình không ôm hẳn cái lồng nữa. Ờ đúng rồi, cho mình cái nhìn mình cái nhá. Ok, cái tên này. Để cầm lấy bạn ơi. Ok đúng rồi, cho mình cái này này. Cái tay kìa nó đơ kìa. Cái tay giống sao? Nè, để mình chừa lại cho. Thả lỏng tay mình úp xuống này. Nó mình đừng có xỉa, thả lỏng thôi. Đó đúng rồi, thả lỏng lại, đúng rồi, ừ như vậy. Đừng có gập quá, thả lỏng rồi. Đưa về đằng trước một chút. Đúng rồi. Ừ đúng rồi, nó đó. Ừ. Ok cho mình cái nhá.
Rồi cứ tới này. Ơi, 1 2 3 tầm nữa nhá. Này. 1 2 3 ok. Rồi bây giờ bạn đứng ở đây này. Đây này, coi như đang nấu bánh chưng này. Ok, thẳng người cho mình cái này, thẳng người lên. Ừ. Bạn xoay lưng về phía mình đi, bạn xoay lưng về phía mình, xoay lưng lên. Ok. Rồi bây giờ này, bạn quay, bạn ngoái về bạn, bạn nhìn này giống như quay về sau nhìn thấy tay kia cong. Tay cũng cong. Ờ đúng rồi, ok nhìn mình cái này. Ờ đúng rồi, cứ tươi này. Ô nhả khuôn mặt lại cái. Ok đúng rồi. Ờ cứ tươi này. Ờ nhìn mình nhá, cứ tươi. 1 2 3. Ờ cho mình tấm xem lại đấy. Ôi giời ơi. Ok. Cứ tươi nhá mình cái này này. Ok, 1 2 3. Ok, xoay người về mình một chút nữa, xoay cái người về mình chút nữa. Ok, đúng rồi, cứ tươi nhá này. 1 2 3. Nó hơi đơ ấy. cho mình. Ok này, làm nhìn lại cho mình cái này. Ok, đúng rồi. Cao cầm lên bạn ơi, cao cầm lên. Ok, vừa thôi, nhả bớt lại một chút này. Ơi, cứ tươi này. 1 1 2 3 thấm nữa này. Ok. 1 2 3. Ok, ngồi xuống bạn ơi. Ngồi xuống xoay với lò với cái máy nồi coi như mình đang canh bánh chưng mình ấy á. Dạ đúng rồi. Ừ. Tại mình lấy nửa người mình không lấy chân đâu bạn. Ok. À, tay để vào cái nồi giống như mình đang chuẩn bị mở cái nắp ra. Gần vào một chút, gần vào một chút. Thẳng người nhá, thẳng lưng lên nhá. Ok đúng rồi. Không cứ cứ tương tác với cái nồi đi. Ok, cái tay kia nó bị làm gì để đó gì? Ok cho mình cái. Ok. Rồi 1 2 cho mình tấm nữa này. Ờ. Nữa nha này. Nhìn mình cái này. Bây giờ cầm cái bánh chưng đi. Cầm cái bánh chưng. Cầm ngang cầm xéo thôi. Nó có chữ không? Cái mặt kia có chữ không? Không có chữ luôn à? Ok. Vậy đi. Này, đúng rồi, cầm nó khoe cho mình, khoe ra. Đúng rồi, cầm y chang vậy. Vừa đứng rồi đó, đừng có che mặt, đừng có che mặt. Đúng rồi, ok. Tay kia bỏ lại. Ok, đúng rồi. Cho mình một tấm này. Ok, cứ tươi nhá này. Rồi, 1 2 3. Ok, tấm nữa này. Ok, 1 2 3. Thúng nữa này. 1, 2, 3. Rồi, ok. Đúng rồi, ok. Thẳng người nhá, cố gắng thẳng người. Ừ, đúng rồi, tại mình ngồi thì mình nó bị bụng. Đúng rồi, thì cố gắng thẳng người lên chút. Rồi, ok, cho mình thử một test thử cái nhá. Rồi. Tay hơi kỳ ấy, bạn cứ ngồi cho tự nhiên nhá. Cái cây đó nó dài quá, bạn có thể giật về đút lại về đằng sau làm sao cho nó. Giờ đúng rồi để như vậy cũng được. Như vậy đi, như vậy đi. Đừng có ôm hoa như vậy. Ôm mềm mại thôi. Cái tay trên không, cái tay ở dưới, cái tay trái, cái tay phải thì mình không thấy gì đâu, nhưng cái tay đúng rồi, cái tay đó. Đúng rồi, mình thấy thì mình mềm mại thôi. Đúng rồi, ok. Đúng rồi, ok, thẳng người nhá. Ok, cho mình một tấm này. Ok, đi du xuân này. Ok, 1, 1, 2, 3. Ok, bạn ngẩng cái cầm lên cho mình một cái. Ok, đúng rồi. 1, 2, 3. Ok, bạn chuyển sang bạn nhìn hoa cho mình. Nhìn hoa, bồng nhìn hoa. Đúng rồi, cho mình góc cái. Ok. Thẳng người nhá, cố gắng thẳng người nhá. Ok, này, 1, 1, 2, 3. Cho mình tấm nữa này. Rồi, 1. Rồi, 1, 2, 3. Ok, giữ nguyên này. Cho mình chụp một cái góc cận. Rồi cứ tươi cho mình nhá này. 1 2 3. Ok Ninh ơi, cứ tươi cho mình. Linh đấy, nó cộng đấy. Ok cho mình cái này. 1 2 3. Ok bạn nhìn mình này. Ok đúng rồi, hơi cười nhẹ. Bạn nhả khuôn mặt lại, bắt đầu mình chụp. Bắt đầu mình kêu bạn cười. Ok cứ tươi này ơi. Đúng rồi. Dương chụp của anh này về mà có bồ thì sao ta? Này là tới nhà đa tạ luôn. Rồi ok ngồi yên nhá. Ngồi yên đây. Ok, đây, ok, nhìn mình này, ok, đúng rồi, cái tươi này, ôi, 1, 2, 3, ok. Từ, rồi, góc nước, cái nữa này, ok, cho mình cái nữa này. 1, 1, 2, 3, ok, bây giờ bạn giữ nguyên này, bạn bỏ hoa ra, bạn, ông, bạn để tay phải, bạn để lên cho mình cái, này này. Cái phần ức này, bạn để, đúng rồi, ngừng lên, ấy. Kiểu ô say nắng. đúng rồi, nó đấy, nhắm mắt lại nha. Cho mình cái nữa từ từ. Rồi, ok. Ok.
rồi, ok. À không, bây giờ mình đứng thẳng diện trực diện người đi. Ok ok bạn. Rồi ok. Rồi, bây giờ nha, mình nhìn hơi xéo đây một chút này. Đúng rồi, nhìn xéo một chút nhá. Ok đúng rồi. Ok. Cứ tươi này. Ờ không, cái tay kia vẫn ôm. Đúng rồi, đúng rồi, ok. Không, tay kia vẫn ôm vào đó, đúng rồi, đúng rồi. Cái tay kia bây giờ mình đổi đi, mình chuyển sang mình bồng cái này đi. Không không, mình vẫn để như vậy nhưng mà mình đừng có cầm ở dưới này mẹ mà mình bồng lên trên. Không, mình bồng lên trên, bồng như này này. Không, như thế này này. Đúng rồi, ừ, đúng rồi, ừ. Nhưng bồng gọn vào chút. Chắc kêu chỉnh mọt luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Thu về quất lên một chút. Đúng rồi, ok. Chỉnh cái này. Okay. Không, mình đừng ôm như vậy. Mình bồng nó ở đây thôi, mình bồng nó ở dưới thôi. Ok, tại cái này thì ấy, mình quất nó vào một chút. Rồi. Tay kia cầm mềm mại thôi nhé.